Thần tài gọi tên ba con giáp được hưởng tài lộc sau bất thình lình, bất chấp tháng cô hồn. Hoan nghênh chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, các bậc thầy phong thủy cho rằng trong tháng cô hồn này có nhiều con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Tuy nhiên, không phải vào giai đoạn những tháng đầu năm mà tới tận tháng cô hồn, vận may mới phát huy tác dụng. Người ta thường nói, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đủ để thấy muốn thành công cần phải có sự hội tụ, hội đầy đủ các yếu tố tổng hòa. Đó là sự nỗ lực cố gắng của bản thân, sự giúp đỡ của những người xung quanh và một chút may mắn. Trong tháng cô hồn năm 2021 là lúc thiên thời rất tốt để những con giáp thực hiện các kế hoạch trong công việc và gặt hái được thành công. Xin mời quý vị hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu xem đó là những con giáp nào bước vào giai đoạn tháng 7 âm lịch, tức tháng cô hồn, sẽ là khoảng thời gian chứng kiến cuộc đua ngoạn mục của ba con giáp này khi vận trình chuyển mình rực rỡ. Đó là những con giáp ngay sau đây. Thứ nhất, tuổi Tỵ. Bước sang tháng 7 âm lịch cũng là thời điểm chuyển giao sang tháng cô hồn, con giáp này sẽ phải vô cùng bất ngờ với sự chuyển biến to lớn trong vận trình. Mọi chuyện trở nên hành thông hơn, nhưng khó khăn giai đoạn trước đều tìm được cách giải quyết hoặc xuất hiện quý nhân phù trợ. Vận trình của người tuổi Tỵ nhìn chung đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bản mệnh hãy thả lỏng tinh thần để đón chờ những cơ hội sắp tới. Nhờ cát tinh soi chiếu, con giáp này có khả năng thăng tiến, được cấp trên ghi nhận hoặc tìm được một công việc mới tốt đẹp hơn. Nếu muốn bắt đầu công việc mới, hãy phát triển thêm sự nghiệp sẽ là thời gian tốt đối với con giáp này. Tuy nhiên, thời gian đó tuổi Tỵ lại bị khung tinh ảnh hưởng đường sức khỏe, bệnh tật tuy nhỏ nhưng hay đeo bám cả năm. Hãy giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao để có đủ sức phát triển những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Thứ hai, tuổi Sửu. Bước sang tháng cô hồn, người tuổi Sửu đại vận có chính ấn che chở nên sự nghiệp cũng như đường công danh phát triển theo hướng tích cực, thuận lợi bất ngờ. Trời sinh tuổi Sửu vốn chăm chỉ, kiên cường, dẫu cuộc sống lúc trẻ còn gặp nhiều khó khăn, song họ luôn lấy đó làm động lực để phát triển. Trong tháng cô hồn, bản mệnh có quý nhân thiên ất ghé thăm nên vận trình cũng trở nên thuận lợi bất ngờ. Nếu so với thời gian trước, có thể nói năm nay là một năm đột phá với con giáp này. Hãy giữ cho mình tinh thần khiêm nhường, không ngừng học hỏi, nhất định thành công sẽ tới. Tuy nhiên, tử vi cũng tiết lộ rằng thời gian tới người tuổi Sửu cần cẩn trọng hơn khi quyết định đầu tư, đặc biệt với các lĩnh vực mới hay lĩnh vực mạo hiểm. Không nên quá tin tưởng hay cả nể, đặc biệt khi cho người khác vay tiền. Nhìn chung, tháng 7 âm lịch sẽ là một tháng may mắn của người tuổi Sửu, bản mệnh đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Thứ ba, tuổi Mùi. Bước sang tháng cô hồn, vận trình của người tuổi Mùi khá lý tưởng. Bản mệnh có thanh long cát tinh tương trợ nên nhân duyên rất lý tưởng. Các mối quan hệ trong công việc cũng như cuộc sống được mở rộng, xuất hiện quý nhân luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. Đặc biệt là về tài lộc, đầu năm tuổi Mùi sẽ có những bước đột phá rõ rệt. Trong thời gian đó, con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội có khả năng thành công cao, tài chính được cải thiện rõ rệt. Tuổi Mùi không hấp tấp, cầu thả mà luôn hoàn thành mọi việc khá chỉn chu. Sang năm 2021, chỉ cần dám nắm bắt cơ hội, nhất định tài lộc của con giáp này sẽ thăng hoa, thu nhập chuyển biến bất ngờ. Tổng thể cả tháng 7 âm lịch, tuổi Mùi dù gặp chút gập ghềnh, song đây sẽ là một năm đầy những thành công rực rỡ. Trên đây là ba con giáp bình thường nhưng đột nhiên giàu bất thình lình trong tháng cô hồn, mặc kệ những hung tinh thị phi đeo bám, vẫn giàu sang phú quý. Quý vị thân mến, bước sang tháng cô hồn có con giáp may mắn, có con giáp xui xẻo. Đây là vận mệnh khó tránh khỏi. Về những con giáp còn lại thì số mệnh như thế nào? Hãy cùng chúng tôi theo dõi các hung nạp vận chi tiết của 12 con giáp ngay sau đây. Thứ nhất, tuổi Dần. Tháng cô hồn, tuổi Dần càng về những ngày cuối năm, vận trình sẽ càng biến chuyển tích cực. Đặc biệt, 3 tháng cuối năm đầy hứa hẹn là con giáp sẽ phải khiến mọi người ghen tị vì sự thành công của mình. Thời điểm này, người tuổi Dần có nhiều bước tiến đáng kể, đặc biệt về đường tài lộc. Theo đó, nhờ được cát tinh soi chiếu, con giáp này làm gì cũng thuận lợi.
Phúc tinh ở bên che chở, giúp người tuổi Dần không chỉ gia tăng thu nhập chính mình mà còn có thể có thêm những nguồn thu phụ khác. Không chỉ tài lộc thuận lợi, công việc của người tuổi Dần cũng đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Bản mệnh không cần phải quá lo lắng vì sẽ có quý nhân xuất hiện, dẫn lối chỉ đường cho con giáp này tìm ra được hướng đi đúng. Dù không phải chịu áp lực, căng thẳng, người tuổi Dần vẫn sẽ đạt được thành công. Nhờ mối quan hệ với đồng nghiệp, nhưng chú hổ còn mở rộng thêm được những mối quan hệ mới, giúp ích cho sau này. Được cấp trên nhận ra và ghi nhận năng lực, tuổi Dần hoàn toàn có cơ hội thăng tiến trong công việc. Nhìn chung, nhưng chú hổ hãy chuẩn bị cho quý cuối năm đầy rực rỡ. Với những người tuổi Dần tháng này, cần phải luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo là pháp khí mang trường khí tốt của nhà Phật. Với thiết kế là hình Phật Bà Quan Âm cùng với bộ Bát Nhã Tâm Kinh là bồ hộ mệnh giúp gia chủ luôn được tương trợ, từ đó may mắn, thành công. Đồng thời những gia chủ tuổi Sửu khi mang bên mình sẽ thu được tài lộc, công danh, từ đó giúp mọi người hanh thông trong cuộc sống, hóa giải những thị phi không đáng có. Thứ hai, tuổi Mão. Các chuyên gia phong thủy cho rằng tháng cô hồn người tuổi Mão vận khí vô cùng tốt, đi đâu cũng dễ gặp được quý nhân, vạn sự đều thuận lợi. Nếu nửa đầu năm, vận trình của con giáp này có nhiều chật vật, thì nửa cuối năm, đặc biệt là trong tháng cô hồn, con giáp này sẽ chuyển mình mạnh mẽ, thậm chí trở thành con giáp vắt lên đường tiền tài bậc nhất trong số 12 con giáp. Cơ hội hiếm có đến, tuổi Mão nếu biết nắm bắt cơ hội, nhất định sẽ thu về được bội phần, bội tiền, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Trên con đường đó khó tránh khỏi được chút khó khăn, tuy nhiên chỉ cần quyết tâm, kiên định với mục tiêu đã đề ra, con giáp này hoàn toàn có thể thành công rực rỡ. Theo các nhà tử vi học, ngoài việc cẩn thận trong cách giao tiếp hàng ngày, đề phòng những kẻ gian ám hại, quý gia chủ cần luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, với hình tượng Phật Bà Quan Âm cùng bộ Bát Nhã Tâm Kinh là chiếc bùa hộ mệnh tương trợ, giúp gia chủ tỉnh táo, thông tuệ sáng suốt, từ đó cân bằng được cuộc sống, giúp bản mệnh có những quyết định chính xác. Đối với bản mệnh mà nói thì đây là thành công. Càng thêm thành công, thuận lợi càng thêm thuận lợi, không chỉ trong tháng cô hồn mà cả những tháng sau đó. Thứ ba, tuổi Tuất. Theo tử vi phương Đông, tuổi Tuất sẽ có cơ hội để đảo ngược vận may trong năm nay. Thu nhập của người tuổi Tuất sẽ tăng lên đáng kể so với năm ngoái, sự nâng đỡ, tương trợ của quý nhân. Đây là khoảng thời gian con giáp này nên vận dụng vận khí đang đến để phát huy hết sức mình, tận dụng triệt để mọi cơ hội. Bản mệnh vốn tính lạc quan, sống biết trước biết sau, có nhiều anh em bạn bè tốt nên hãy tận dụng các mối nhân duyên tốt đẹp của mình. Đây hoàn toàn có thể là những quý nhân sau này giúp đỡ bản mệnh. Vận trình hành thông, tiền tiêu dùng rỉnh sang tuổi Tuất, chớ đừng tiêu xài quá tay, tránh lúc chật vật. Các nhà tử vi học có nói rằng, khả năng sáng tạo của mỗi người tuổi Dần được cấp trên cũng như đồng nghiệp đánh giá rất cao trong thời điểm này. Bản mệnh sẽ có cơ hội thăng tiến mà không phải lúc nào cũng có được. Đang trên đà phát triển, bản mệnh hãy biết tận dụng, tập trung những cơ hội, chấp thời cơ may mắn để thăng tiến công danh. Bản mệnh nên mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Vòng tam hợp có trường khí của sự hòa hợp, đồng thời đây chính là pháp khí được làm bằng chất liệu gỗ huyền long hoàng gia, mang trường năng lượng tốt, giúp bản mệnh có nhiều quý nhân tương trợ, làm bản mệnh may mắn, thành công, hóa giải được những chuyện thị phi, xui xẻo mà những gia chủ tuổi Tỵ sẽ gặp phải từ gia đạo, yên vui, công việc hanh thông, thuận lợi, thành công viên mãn. Thứ nhất, tuổi Tý. Theo các chuyên gia tử vi học nói rằng, vận trình của người tuổi Tý trong tháng, trong tuần cũng khá thất thường. Có lúc bản mệnh thấy mình như tuyệt vọng, ngay sau đó lại tìm cách để gỡ những nút thắt. Sao giải thần khiến bạn trở nên hào hứng hơn trong việc giúp đỡ người khác. Giữa tuần, bản mệnh có thể gặp nhiều tin vui về chuyện tiền bạc khi có thiên tài trợ mệnh. Là con giáp đứng ở vị trí đầu trong 12 con giáp, tuổi Tý rất nhanh nhạy, tự tin, song đừng tự tin quá đà, kẻo vướng phải rắc rối. Theo tử vi học, đây là khoảng thời gian bản mệnh có xu hướng liều lĩnh, mạo hiểm, đưa ra các quyết sách liên quan đến tiền nong sẽ khó lòng đúng đắn. Thứ hai, tuổi Sửu. Bước sang tháng cô hồn, người tuổi Sửu có thể gặp gỡ với những người đã rất lâu không có tương tác. Đây là những người anh em giúp bản mệnh cải thiện tâm trạng, trở nên vui vẻ hơn, giải tỏa áp lực của cuộc sống.
Theo tử vi, những ngày đầu tuần là lúc con giáp nên làm những việc có liên quan đến tiền. Giữa tuần, vận trình bản mệnh trở nên khó khăn hơn khi tỷ kiên án ngữ. Người tuổi Sửu có thể gặp rắc rối về chuyện tiền nong hoặc mối quan hệ với một người đáng tin cậy. Sao thiên hình, dự báo những chú trâu có thể mắc phải tai vạ từ những điều không đáng có. Không phải việc gì ta cũng có thể lường trước được, và thay vì ở đó than thân trách phận, sẽ tốt hơn khi tìm hiểu nguyên nhân và xử lý vấn đề một cách khéo léo nhất. Thứ ba, tuổi Dần. Các chuyên gia tử vi học luận giải rằng, đầu tuần người tuổi Dần sẽ gặp chút trở ngại, giữa tuần công việc sẽ thuận lợi hơn, cuối tuần là lúc con giáp này rủng rỉnh, tiền tiêu. Nhìn chung, tuần này những chú hổ khó lòng đạt được mọi thứ như mình mong muốn. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà nản lòng, hãy đem những chán nản trong công việc về chút vào người thân yêu của mình. Đừng làm mọi thứ một mình, hãy nhớ rằng xung quanh bạn luôn có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Lời khuyên dành cho những con giáp này chính là cẩn trọng hơn, quan tâm hơn tới sức khỏe của gia đình. Sao ngũ quỷ điểm báo những người tuổi Dần có thể đang để công việc ảnh hưởng đến sức khỏe theo chiều hướng tiêu cực. Dành thời gian để bản thân hoàn toàn được nghỉ ngơi, tái tạo sức sống. Tuổi Mão. Người tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để giải quyết các khúc mắc suốt thời gian qua. Không trốn tránh, thái độ dám đối mặt và tìm hướng xử lý vấn đề chính là điều giúp những chú mèo có một tuần hanh thông, thuận lợi. Có sao thái âm hỗ trợ, nhu mệnh có phần gặp nhiều thuận lợi hơn so với nam mệnh trong tuần. Theo tử vi, cuối tuần xuất hiện thương quan nên những chú mèo nhớ phải đề phòng, kẻo gặp phải tiểu nhân gây hại. Thứ năm, tuổi Thìn. Các chuyên gia phong thủy nói rằng đây chính là khoảng thời gian tuyệt vời để những chú rồng không ngừng học hỏi, trau dồi thêm vốn kiến thức của mình. Sự tập trung đóng vai trò quan trọng giúp bản mệnh ngày càng hoàn thiện mình, có được những bước tiến rõ rệt. Những ngày đầu tuần, vận trình của người tuổi Thìn nhiều phần thuận lợi. Thực thần mang tới bản mệnh những cuộc vui với bạn bè hay người thân. Chuyện tình cảm cũng có nhiều điểm sáng khi người độc thân thoải mái trong các cuộc gặp gỡ, người có gia đình, vợ chồng, êm ấm. Lời khuyên dành cho người tuổi Thìn trong tuần chính là chớ trì hoãn công việc vì những kế hoạch vui chơi, gặp gỡ. Sao dịch mã cho thấy bản mệnh có thể có những thay đổi, sự xáo trộn ảnh hưởng tới cuộc sống. 6. Tuổi Tỵ. Bước sang tháng cô hồn, tình cảm điều khiển khiến bản mệnh khó lòng tập trung vào bất cứ việc gì trong tuần. Theo tử vi, bản mệnh có thể sẽ gặp phải một số chuyện không mấy vui vẻ về tình cảm. Điều này khiến những ngày đầu tuần của bản mệnh trở nên khó khăn hơn khi công việc không thể giải quyết nhanh chóng. Dù là nguyên nhân gì đi nữa, hãy nhanh chóng ổn định tinh thần, tìm cách tháo gỡ dần dần. Về cuối tuần, mọi việc sẽ hanh thông hơn khi bản mệnh nhận được sự hỗ trợ trong công việc, tài vận cũng thêm phần suôn sẻ. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Tháng cô hồn là khoảng thời gian tuyệt vời để những người tuổi Ngọ tìm ra giải pháp cho riêng mình, giúp bạn cải thiện tình hình hiện tại. Sao hữu bận dự báo cuộc sống của những chú ngựa, hung cát, đan sen, song người biết chọn cách sống tích cực, nhìn vào những điều tốt sẽ xoay chuyển tình hình một cách đáng nể. Giữa tuần, những chú ngựa cần cẩn trọng rắc rối do tỷ kiên mang lại. Nóng vội, mất bình tĩnh không giải quyết được gì. Cách tốt nhất là hãy bình tĩnh để giải quyết từng việc một. 8. Tuổi Mùi. Tháng cô hồn là tháng rất hạnh phúc với những người tuổi Mùi đã có gia đình. Bản mệnh là người rất tôn trọng đối phương, hiểu được ưu nhược điểm của mình cũng như người ấy là gì. Nhưng chú dê vốn tính mềm mỏng sẽ dung hòa, hạn chế được những rắc rối có thể xảy ra giữa hai người. Cuối tuần, vận trình của những chú dê mới thật sự sáng. Trong tuần bản mệnh cũng gặp không ít thuận lợi, song lại có điều kiện không được như mình mong muốn. Nhìn chung, những khó khăn không phải điều xấu, vì qua đó bản mệnh sẽ có không ít kinh nghiệm, ngày càng trưởng thành, có những thay đổi tích cực hơn trong đời sống. Thứ 9, tuổi Thân. Tử vi học còn nói rằng, nhờ sự che chở của sao Tà Phù, người tuổi Thân có thể thoát được những rủi ro ngay trong ngày đầu tuần. Nhìn chung, đây là một tuần khá ổn định của những chú khỉ. Trong tuần, người tuổi Thân gặp được sự giúp đỡ của quý nhân nên nhìn chung công việc khá thuận lợi. Tài lộc sủng rỉnh khi bản mệnh có được cơ hội tăng thêm thu nhập phụ. Tuy nhiên, chớ vì vậy mà chủ quan, tỷ kiên có thể gây ra những tác động tiêu cực không mong muốn khiến bản mệnh mất tiền. Thứ 10, tuổi Dậu. Các nhà tử vi học nói rằng vấn đề của người tuổi Dậu trong tuần chính là khả năng tập trung. Những bất đồng, nghi ngờ trong chuyện tình cảm khiến bản mệnh khó lòng tập trung vào những việc khác. Hãy nhớ rằng, cuộc sống này còn rất nhiều điều tuyệt vời đang chờ đón ta khám phá. Theo tử vi, chính ấn sẽ giúp những chú gà phát huy năng lực của mình,
khả năng sáng tạo của bản mệnh sẽ được cấp trên cũng như đồng nghiệp đánh giá rất cao trong thời điểm này. Sao Thiên Đức mang đến những cơ hội thăng tiến. Tuổi Tuất. Những ngày đầu tháng hứa hẹn sẽ đem tới nhiều tin vui cho người tuổi Tuất. Cụ thể, tình hình tài chính của bản mệnh sẽ có nhiều biến động theo chiều hướng tích cực. Trong công việc, bản mệnh nhận được sự trợ giúp từ một người thân thiết, giúp mọi thứ trở nên thuận lợi. Cuối tuần, thiên quan án ngữ khiến người tuổi Tuất dễ mất tiền vì không đạt được kết quả như mong đợi. Bạch hổ mang tới điềm báo bản mệnh cần chú ý tới sức khỏe, giấc ngủ ngắn, chập chờn sẽ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của bản mệnh. 12. Tuổi Hợi. Bản mệnh sẽ phải đứng trước một quyết định khá quan trọng khiến bản thân suy nghĩ chăn trở nhiều. Chủ động lên kế hoạch, tận dụng các mối quan hệ có được để lắng nghe những lời khuyên chính là bí quyết để bản mệnh có một tuần suôn sẻ. Những việc lớn người tuổi Hợi nên thực hiện trong khoảng thời gian đầu tuần khi cát tinh vượng. Càng về cuối tuần, vận trình khó lòng thuận lợi, không nên thực hiện những dự án, quyết định lớn trong khi chưa tìm hiểu kỹ càng. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong quan điểm của tử vi số mệnh trong có 12 con giáp, có một số con giáp phải trải qua cuộc sống cực khổ vào giai đoạn tiền vận. Tuy nhiên, khi bước vào trung vận thì sẽ đổi đời. Nên nếu giai đoạn trước có khổ cực thì đến giai đoạn này, mọi người đang được đền đáp xứng đáng. Nên hãy chuẩn bị tâm lý để đón vận may ập đến với bản thân mình. Đồng thời, chấp lấy thời cơ để cuộc sống sau này được sung túc, an vui. Vận thế của mỗi người tùy lúc khác nhau, từ lúc bé đến khi trưởng thành, vượt qua không ít trắc trở. Nhưng sau tuổi trung niên, mọi thứ đều được đền đáp xứng đáng. Hoặc có thể tìm cách hóa giải để cuộc sống không bị thị phi xui xẻo. Cảm ơn quý vị thời gian qua đã luôn dành tình cảm và sự yêu thương cho kênh Phong Thủy Gia Cát. Kính chúc quý vị luôn thuận lợi và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.